Blogger nổi tiếng ném vỡ tượng Phật Quan Âm trong cơn tức giận. Sau 3 năm mất tích, đã quy y Phật giáo. Trong cơn tức giận, một blogger Trung Quốc tên là Ân Cửu Hoa đã đập phá tượng Phật Quan Âm với lý do để thách thức mọi tà ma quỷ quái và thế lực siêu nhiên. Tuy nhiên, 3 năm sau khi video này được phát hành, anh lại thành lập một hội chuyên làm việc thiện theo ý nghĩa của Phật giáo. Người từng nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng loạt video thách thức thần linh, vô thần, bài trừ tôn giáo, vì sao lại mất tích bí ẩn suốt 3 năm và thay đổi đột ngột sau khi trở lại như vậy? Điều gì đã xảy ra với anh ta? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Ân Cửu Hoa tự xưng là người có bát tự cứng nhất. Trước đây, Ân Cửu Hoa luôn tự cho mình là người đại diện cho việc chống lại mê tín dị đoan, thể hiện tư tưởng vô thần mạnh mẽ. Để phản đối việc mê tín dị đoan, anh ấy bắt đầu chơi các trò chơi tâm linh để kiểm tra tính xác thực. Thậm chí còn livestream cả quá trình thực hiện khiến người xem rất tò mò. Trong số tất cả trò chơi tâm linh lớn nhỏ, không có trò chơi nào Ân Cửu Hoa chưa từng thử qua. Càng là điều cấm kỵ, anh lại càng quyết tâm thực hiện như bút tiên, đĩa tiên, nửa đêm vừa ăn cơm vừa thắp nhang. Ban đầu những thứ này chỉ là trò chơi nhỏ vui nhộn, nhưng kể từ khi anh ta đập phá một bức tượng thần, các trang mạng lại bắt đầu dậy sóng và yêu cầu anh nói ra ngày sinh của mình. Thậm chí có một vị thầy đã ra giá 600.000 nhân dân tệ để lấy đầu của Ân Cửu Hoa. Đối với người bình thường, bút tiên quả thực là một trò chơi giải trí đơn giản và dễ thực hiện. Nhiều người trẻ tuổi không tin vào quỷ thần nhưng lại thích cảm giác mạo hiểm chắc hẳn đã từng chơi những trò chơi tâm linh như vậy. Bút tiên là một trò chơi truyền thống của người Mexico, sử dụng để triệu hồi ma quỷ, giao tiếp với thế lực tâm linh huyền bí, tương tự như trò chơi cầu cơ. Ban đầu Ân Cửu Hoa cũng chỉ là tò mò về thần tiên yêu quái, thực sự muốn tự mình thử nghiệm xem những lời đồn có thật hay không. Mặc dù ai cũng tò mò, nhưng trước những lời nhắc nhở của những người đi trước rằng không nên dễ dàng đi tìm hiểu những trò chơi ma quái như vậy, ai cũng lo lắng một ngày nào đó Ân Cửu Hoa sẽ tự mình chuốc lấy rắc rối, bởi bản chất thật sự ẩn đằng sau thế lực tâm linh luôn rất đáng sợ. Nếu không có duyên thì không thể kết nối, không có nợ thì sẽ không đến. Những sự việc chỉ xảy ra khi có duyên phận kết nối chúng lại với nhau, nên nhiều người buộc phải tin vào duyên phận. Nhiều tin đồn cho rằng rất nhiều người sau khi chơi những trò chơi này bắt đầu xuất hiện những vấn đề về sức khỏe tâm lý. Nó giống như nghi thức mời thần trong văn hóa cổ xưa của các nước phương Đông. Dân gian càng tin tưởng sâu sắc vào việc này. Người xưa tin rằng những nghi lễ này có thể mời được thần linh xuất hiện, nhưng mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó. Điều gì sẽ xảy ra khi một linh hồn ma quỷ vô tình được mời tới mà không thể đuổi đi? Nếu vậy chẳng phải là dễ gây họa cho bản thân hay sao? Cuối cùng trong thế giới thẳm sâu của chúng ta đầy rẫy những điều bí ẩn và không rõ ràng. Nhiều hiện tượng siêu nhiên ngay đến khoa học cũng khó mà giải thích. Vậy nên chúng ta không thể xem thường những điều bí ẩn này. Nếu đã quyết định tham gia những trò chơi tâm linh thì hãy thận trọng và giữ thái độ tôn trọng. Bởi một hành động bất cẩn hoặc xem thường cũng có thể gây ra hậu quả không mong muốn. Vì vậy, mặc dù không nên tin tưởng hoàn toàn vào những điều này, nhưng người tham gia vẫn cần giữ lòng kính sợ và cẩn trọng. Đây cũng là biện pháp tự bảo vệ bản thân. Bắt đầu xuất hiện trên video vào năm 2020, một chàng trai tên Ân Cửu Hoa mà chúng ta nhắc tới nhanh chóng trở thành hiện tượng nổi tiếng trên mạng. Trong những video đăng tải của anh luôn có những hành động liên quan đến âm phủ, chẳng hạn như ở ngã tư uống trà hay chơi các trò chơi ma quái. Nhờ những video này, Ân Cửu Hoa đã thu hút được không ít khán giả thích xem những chuyện lạ, thậm chí còn để mọi người chứng kiến cảnh tượng thách thức của anh đối với các thế lực siêu nhiên, như nửa đêm ăn cơm tại ngã tư với 3 nén hương cắm vào bát. Sau khi Ân Cửu Hoa ăn xong, vẫn không có gì xảy ra. Hành động trên đã phá tan lời đồn đại về việc ăn cơm cho vào nửa đêm sẽ bước vào âm phủ. Video này cũng giúp anh bắt đầu nổi tiếng hơn, lượt xem nhanh chóng tăng, giúp Ân Cửu Hoa kiếm được số tiền kha khá. Càng về sau, Ân Cửu Hoa càng trở nên lộng hành,
thậm chí bắt đầu động tới những vị thần. Vị thần đầu tiên anh phá hủy, gây xôn xao mạng xã hội chính là Bảo Gia Tiên ở Đông Bắc, tượng Hồ Tam Thái. Truyền thuyết kể rằng Hồ Tam Thái được sinh ra sau khi Bàng Cổ khai thiên lập địa, vốn là con cáo trắng chín đuôi của nhà Hồ ở Đồ Sơn. Vì có công giúp Đại Vũ trị thủy nên được thiên đế phong chức thần tiên. Nhiệm vụ của bà là kiểm tra thiện ác trong nhân gian, thương xót phúc họa của nhân dân và bảo vệ yên bình gia đình. Sau này trong dân gian, bà Hồ Tam Thái được tôn xưng là vị Bảo Gia Tiên hàng đầu. Tuy nhiên, Ân Cửu Hoa với tư cách là một người bản địa ở Đông Bắc đã dám là người đầu tiên phá hủy pho tượng thần của địa phương để thể hiện rằng mình thật sự không tin vào quỷ thần. Sau khi video được đăng tải đã khiến dư luận bàn tán sôi nổi. Không ít người ủng hộ Ân Cửu Hoa vì đã chống lại mê tín dị đoan, nhưng cũng có người cho rằng anh ta chỉ đang làm ra những hành động lập dị để thu hút lưu lượng truy cập. Cho đến khi anh ta công khai ném vỡ tượng Phật Quan Âm, những người theo đạo bắt đầu cảm thấy phẫn nộ trước hành vi không kính trọng thần linh của Ân Cửu Hoa. Họ nói rằng anh ta sẽ bị trừng phạt vì trong lòng đa số người Trung Quốc, những vị thần Phật này vẫn rất được tôn sùng. Nhiều người còn trực tiếp hỏi về lá số tử vi của Ân Cửu Hoa trong bình luận. Chỉ vì tò mò không biết có phải vì bát tự của anh ta rất mạnh nên mới không sợ chọc giận các vị thần hay không. Ân Tử Hoa cũng không ngại công khai lá số tử vi của mình. Tuy nhiên, không lâu sau khi Ân Cửu Hoa chia sẻ lá số tử vi của mình trên mạng, anh ta đột ngột biến mất. Ban đầu có người đồn đại rằng vì Ân Cửu Hoa quá ngông cuồng nên đã bị đánh hội đồng và không dám quay video nữa. Cũng có người nói anh bị thần linh trừng phạt. Rất nhiều lời đồn đại và suy đoán khác nhau được đưa ra khi Ân Cửu Hoa mất tích không dấu vết suốt 3 năm trên Internet. Người xưa thường nói trên đầu ba thước có thần linh, nghĩa là họ tin vào việc sự hiện diện của các vị thần ngay bên cạnh con người chúng ta. Vậy sự thật ẩn giấu phía sau sự rút lui của Ân Cửu Hoa trên Internet là gì? Kể từ khi Ân Cửu Hoa quật ngã tượng Phật Quan Âm 3 năm trước, anh cũng đột ngột ngừng cập nhật video và biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Có lẽ vào thời điểm đó, anh ấy đã bắt đầu tin vào sức mạnh siêu nhiên. Thực tế là Ân Cửu Hoa đã từng bước thay đổi suy nghĩ của mình kể từ các video trước đó. Người ta nói rằng khi Ân Cửu Hoa chơi trò thử thách bút tiên, chiếc bút đã đột nhiên rơi xuống mà không ai chạm vào. Sau đó, nhà anh cũng đột ngột bị mất điện, khiến bản thân anh cũng cảm thấy hoảng sợ. Nhiều người có nhân quả tuần hoàn, có nguyên nhân mới có quả báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Dường như Ân Cửu Hoa đã thực sự sợ hãi khi rút lui khỏi mạng xã hội suốt 3 năm. Cho đến vài tháng gần đây, một cư dân mạng phát hiện anh ấy đã đăng ký một tài khoản nhỏ tên là Liên minh Từ Thiện Cửu Hoa. Mục đích của liên minh này là phát nguyện thả 10.000 con cá, với tinh thần chúng sinh trao ta, ta trao chúng sinh. Trên video, Ân Cửu Hoa gần như thay đổi theo hướng ngược lại thời gian trước đó, khiến mọi người vô cùng khó tin. Đây là Ân Cửu Hoa vô thần của chúng ta đây sao? Ban đầu cư dân mạng nghĩ rằng anh đang muốn thu hút sự chú ý, nhưng không ngờ Ân Cửu Hoa đã thực sự hối cải, mỗi ngày đều cố gắng phóng sinh. Tất cả đều thắc mắc một người vô thần như Ân Cửu Hoa rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Có tin đồn rằng một điều gì đó vô cùng tồi tệ đã xảy ra với Ân Cửu Hoa và gia đình, khiến bản thân anh trở nên lo lắng như vậy. Vì vậy anh không chỉ xóa video trên các nền tảng mạng mà còn đích thân đến núi Cửu Hoa chân thành sám hối trước Địa Tạng Vương Bồ Tát, phát nguyện phóng sinh 10.000 sinh linh. Những gì đã xảy ra với Ân Cửu Hoa chưa có nhiều thông tin xác nhận rõ ràng. Tuy nhiên trước sự thay đổi lớn này, mọi người đều tin rằng có thể anh ấy đã thực sự chứng kiến được điều gì đó. Có thể là đại nạn đáng sợ hoặc tỉnh thức giác ngộ. Vì vậy mà tâm hồn mới thay đổi lớn như vậy. Sau sự cố blogger Ân Tiểu Hoa, Tâm Linh Cuộc Sống muốn khuyên mọi người rằng chúng ta có thể không tin vào thần Phật nhưng vẫn phải giữ lòng kính trọng họ. Bởi họ chính là niềm tin duy nhất để con người có thể nhìn nhận lại bản thân và sống tốt hơn. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.